Chào mừng các bé đến với chương trình đọc sách cùng Đinh Tị Búc. Hôm nay, chúng mình cùng làm quen với bạn Nơ Hồng nhé. Nơ Hồng là một bạn nhỏ rất dễ thương, nhưng cũng có khi thiếu kiên nhẫn, ngại đánh răng hay mắc lỗi giống như bao bạn nhỏ khác. Hãy cùng đọc bộ sách Tớ Đã Lớn Rồi để hiểu rằng bạn nhỏ nào cũng thật đáng yêu và đáng khen khi nhận ra lỗi và sửa sai nhé. Tớ đã lớn rồi, chúc mừng sinh nhật. Chào các bạn, mình tên là Nơ Hồng. Mình đang học ở trường mầm non Sơn Ca. Sở thích của mình là nghe mẹ đọc sách này, xem phim hoạt hình này, chơi với bạn kính trắng này. Và mình còn nhiều sở thích khác nữa. À, mình cũng thích ăn kẹo lắm. Nhưng mình chỉ ăn ít thôi, vì mình sợ bị sâu răng lắm các bạn ạ. Từ đầu tháng, Nơ Hồng đã hồi hộp đếm từng ngày để đợi đến sinh nhật của bé. Đối với Nơ Hồng, sinh nhật luôn là một ngày rất đặc biệt và vui vẻ. Vào ngày ấy, bé sẽ nhận được rất nhiều quà của người thân và bạn bè. Hơn hết, sinh nhật chính là ngày đánh dấu bé lớn thêm một tuổi. Từ sáng sớm ngày sinh nhật Nơ Hồng, bố của bé đã đánh thức bé dậy bằng một hộp quà thật lớn. Bé Nơ Hồng vui lắm. Ngay lập tức, bé mở hộp quà ra. Bên trong là một chú gấu bông thật đáng yêu. À, thích quá đi. Con cảm ơn bố nhiều lắm. Bé Nơ Hồng vui sướng ôm chầm lấy chú gấu. Bố Nơ Hồng trìu mến nhìn con gái. Bố bé biết rằng bé rất thích chú gấu bông này khi đi mua sắm ở Bách Hóa. Nhưng bé lại không đòi người lớn bao giờ. Vì thế, bố bé quyết định tặng món quà này cho Nơ Hồng vào sinh nhật. Đi học về, Nơ Hồng vui vẻ ôm gấu bông chơi ngoài vườn. Chợt thấy kính trắng đang chơi xích đu gần hàng rào, bé liền cất tiếng gọi. Kính trắng ơi, mình có đồ chơi mới này, cùng qua đây chơi đi. Kính trắng vui vẻ chạy qua nhà Nơ Hồng. Trên tay còn ôm một hộp quà được gói rất đẹp nữa. Sinh nhật vui vẻ, Nơ Hồng. Đây là quà sinh nhật mình tặng cậu. Cảm ơn kính trắng. Nơ Hồng nở nụ cười rạng rỡ nhận lấy món quà từ cô bạn hàng xóm. Quà của kính trắng là một chú lợn đất xinh xắn dùng để làm hộp tiết kiệm. Nơ Hồng cẩn thận đặt chú lợn lên chiếc tủ gần đầu giường. Bé sẽ nuôi chú lợn của mình cho thật mập mạp bằng những đồng tiền nhỏ bé được nhận. Thế rồi, Nơ Hồng và kính trắng cùng bày đồ chơi ra vui đùa. Có thêm chú gấu bông bố tặng nên hai bé chơi vô cùng vui vẻ. Chẳng mấy chốc mà trời đã sắp tối. Hai bạn nhỏ cũng hơi mệt rồi. Vậy là Nơ Hồng và kính trắng cùng nhau xếp đồ chơi lại cho gọn gàng, ngăn nắp và rửa tay sạch sẽ. Vừa bước xuống nhà thì hai bé nghe thấy tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Thì ra là bố mẹ của Nơ Hồng đang bê trên tay chiếc bánh sinh nhật được thắp nến sáng lung linh chờ bé dưới nhà. Nơ Hồng bất ngờ và vui lắm. Bé nhắm mắt và thầm ước nguyện. Khi thổi tắt ngọn nến, bé cười thật tươi và nói: con yêu bố mẹ rất nhiều. Ước nguyện của Nơ Hồng chính là gia đình mình sẽ mãi ấm áp yên vui, và bé sẽ có thêm thật nhiều sinh nhật ý nghĩa như thế này. Câu chuyện hôm nay đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bé ở buổi đọc sách tiếp theo của Đinh Tị Búc nhé!